Chúa Nhật thứ 25, thường niên năm A. Phải chăng Thiên Chúa quá bất công? Tại Việt Nam chúng ta không có những cánh đồng nho như bên Do Thái. Có chăng thì ở khu vực Cam Ranh, Nha Trang, nhưng cũng không nhiều. Còn đại đa số là những cánh đồng lúa, hoặc những khu rừng cao su, tiêu, cà phê hay điều. Vì thế, hình ảnh vườn nho có vẻ hơi xa lạ trong tâm thức đối với đại đa số người dân Việt. Nhưng dù biết hay không thì cách thức chi trả lương cho những người làm thuê cũng có nhiều điểm tương đồng với những người làm công trong vườn nho của người Do Thái. Tuy nhiên, bài tin mừng hôm nay lại đưa ra một nghịch lý khi Đức Giêsu kể dụ ngôn ông chủ vườn nho trả lương cho những người làm công. Ông chủ này không tính đến chuyện thợ làm thuê có chuyên môn hay nghiệp dư, cũng không kể đến chuyện giờ giấc của người làm. Vì thế, dù chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, kinh nghiệm hay mới vào nghề và tham gia làm vườn nho giờ nào, nhưng chiều đến khi lãnh lương, tất cả họ đều giống nhau. Tại sao vậy? Ông chủ có bất công không? Để hiểu được vấn đề này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân tại sao và Đức Giêsu có lý gì khi kể dụ ngôn này. Thứ nhất, tại sao Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn thợ làm vườn nho? Trước tiên, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của vườn nho mà Đức Giêsu muốn nói tới ở đây. Vườn nho được Đức Giêsu kể trong dụ ngôn chính là hình ảnh của giáo hội. Vườn nho ấy đến mùa thu hoạch chính là sứ mạng truyền giáo đang cấp bách. Điều này được bổ túc thêm khi Đức Giêsu nói: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Thứ đến, người mời gọi là chính Thiên Chúa, người gọi hết mọi người, không phân biệt tốt xấu, giỏi hay dốt, thành phần nào già hay trẻ, nhưng người gọi bất cứ ai người muốn. Cách thức này Đức Giêsu muốn thay đổi quan niệm nơi người Do Thái. Họ chỉ coi là mình họ được cứu độ, còn những dân tộc khác thì không. Họ tỏ ra khinh bỉ hay ghen tức với cách hành xử của Đức Giêsu với những người không thuộc Do Thái. Vì thế Đức Giêsu mới nói: chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thật vậy, Thiên Chúa không chỉ dành ơn cứu độ cho dân Do Thái, nhưng là cho muôn dân, muôn nước không trừ ai. Hơn nữa, người còn tỏ lòng thương xót đặc biệt hơn đối với những ai bị coi là hèn kém. Tiếp theo, cách thức trả lương, người không trả lương theo kết quả công việc, cũng không trả lương theo kiểu làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, mà người trả lương cách đồng đều theo sự thỏa thuận lúc ban đầu, tức là một đồng cho tất cả mọi người. Người đến sớm cũng như kẻ đến muộn, người giỏi cũng như dốt, người già cũng như trẻ. Cách thức này cho thấy lòng nhân từ, thương xót và bao dung của Thiên Chúa dành cho hết mọi người, chứ không phải chỉ dành cho một số người đặc tuyển. Mặt khác, cũng làm toát lên việc Thiên Chúa để ý đến tinh thần của người tham gia vào công việc của vườn nho. Thứ hai, hiểu và thực hành sứ điệp lời Chúa. Qua lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu không muốn ai phải thất vọng. Mọi người đều có chỗ đứng trong giáo hội và đều có trách nhiệm tham gia vào sứ mạng truyền giáo. Thật vậy, tính phổ quát của ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho chúng ta là người công giáo, nhưng là cho muôn dân, muôn nước, không trừ ai. Đồng thời, Đức Giêsu cũng mặc khải về lòng bao dung, quảng đại và thương xót của Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm
trung thành, yêu mến và dấn thân vào làm vườn nho của Chúa bằng cách sống tốt và chu toàn bổn phận của mình theo thánh ý Chúa, dựa trên tình yêu. Vì thế, trước tiên, cần loại bỏ thái độ tự tôn, kiêu hãnh và coi thường người khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thuộc thành phần đương nhiên được cứu độ, còn người khác, họ chỉ là đám dân thường, tội lỗi, dốt nát, nên không cần quan tâm. Cũng cần có sự cảm thông, cộng tác để cùng nhau làm việc thiện thay vì ganh đua, ghen tị khi thấy người khác tốt lành hơn mình, hoặc người ta làm được nhiều điều hữu ích hơn chúng ta. Tốt hơn là hãy ý thức mình chỉ là đầy tớ bất tài, vô dụng, nhưng lại được Chúa thương chọn và gọi để đi làm vườn nho cho người. Vì thế, hãy dâng lời tạ ơn Chúa và cố gắng với khả năng của mình, làm sinh lợi nén bạc Chúa trao trong sự yêu mến với lòng nhiệt huyết tông đồ. Thứ đến, hãy kiên trung tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đừng thất vọng vì thấy mình không giỏi giang hay tội lỗi. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn để ý đến những người đứng chót. Phần còn lại là của chúng ta. Nếu chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa trong sự khiêm tốn, ắt Chúa sẽ trả công hậu hĩnh và người sẽ làm những điều kỳ diệu khi những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Hiểu được tình thương của Thiên Chúa như thế, hẳn chúng ta thấy Thiên Chúa rất công bằng do lòng nhân từ của người, chứ không phải bất công như những người Do Thái và ngay cả chúng ta đã lầm tưởng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn và yêu mến Chúa tha thiết, biết gắn bó với sứ mạng truyền giáo trong giáo hội, luôn tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa và trung thành với bổn phận của mình. Amen.